file này là file của con gà đồng hay còn gọi là con cúm nấm. File này là file kêu cứu, vừa chống vừa máy nó tục kêu. Ok anh em có thể đánh được bảy thận bảy giò hoặc là đánh với đêm cũng ok. Thì anh em cần cái file nào khác thì cứ liên hệ với Thuận để Thuận tư vấn theo cái khu vực tỉnh anh em sinh sống. Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em bấm like để giúp Thuận phát triển thêm, đăng ký kênh và bình luận để Thuận phát triển và biết được ý anh em muốn điều gì. Ha ha ha!